các bạn. Quá trình điều khiển của hệ ABS thì mọi hệ thống ABS hoạt động tối đa, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng ô tô phải thỏa mãn đồng thời các yêu cầu ABS phải đáp ứng được. Việc phải ổn định khả năng thích ứng cao, điều khiển tốt trong suốt dài tốc độ của xe ở bất cứ loại nào, đường nào, thay đổi từ đường bê tông không làm tốt để bằng một sự kém. Hệ thống phải khai thác một cách tối ưu khả năng phanh của các xe trên đường và điều xe giảm quãng đường phanh, điều này phanh đột ngột, phanh từ từ của người xe. Khi phanh xe trên đường hay số màu khác nhau thì moment xoay quanh trục của trọng tâm ABS phải khác nhau. Hệ cho ABS sẽ làm nó tăng rất chậm để người lái xe đủ thời gian bù trừ moment này bằng cách điều chỉnh hệ thống lái một cách dễ dàng. Phải duy trì ổn định khả năng lái khi phanh đang quay vòng. Hệ thống phải có chế độ tự kiểm tra, chuẩn đoán dự phòng và báo cho lái xe biết hư hỏng cũng như chuyển sang làm việc như một hệ thống phanh bình thường. Phạm vi điều khiển. Phần 2. Phạm vi điều khiển của ABS. Mục tiêu của hệ thống ABS là giữ cho bánh xe trong quá trình phanh có độ trượt thay đổi giới hạn trong hẹp giá trị lambda 0, lambda bằng 10-30% trên đồ thị phanh cao nhất là phanh đạt cực đại tại giá trị phi mắc.
Đồng thời tính ổn định của xe tốt nhất phi là giá trị cao, thỏa mãn các yêu cầu cơ bản về hệ thống phanh là rút ngắn quãng đường phanh, cải thiện tính ổn định hướng và khả năng điều khiển lái xe trong khi phanh. Thực tế thì giới hạn này có thể thay đổi theo phạm vi lớn hơn, có thể bắt đầu sớm hơn hay kết thúc trễ hơn tùy theo điều kiện bám của bánh xe và mặt đường. Phạm vi điều khiển của hệ thống ABS. Phần 1, lốp bố tròn Brabham Radial Ply chạy trên đường bê tông khô. 2, lốp bố chéo BS Ply chạy trên đường nhựa ướt. 3, lốp bố tròn chạy đường tuyết. 4 là lốp bố tròn chạy đường đóng băng. Cái đúng không? Nữa. Trên hình 5.8 thể hiện mối quan hệ giữa hệ số bám dọc Vx và hệ số trượt lambda ứng với các lốp khác nhau chạy trên đường có ứng với hệ số bám khác nhau. Thì, đường hệ số bám khác nhau, phạm vi điều khiển hệ thống ABS ứng với từng điều kiện cụ thể là khác nhau. Theo đó, ta thấy đối với loại lốp bố tròn chạy trên đường bê tông khô được cong một, giá trị Vx max đạt được với độ trượt khoảng 10% so với lốp bố chéo chạy đường nhựa ướt được đường cong hai khoảng 30-30%. Trượt tối ưu lambda không để đạt giá trị hệ số bám cực đại trong hai trường hợp trên là khác nhau. Vậy phạm vi điều khiển ABS của chúng cũng khác nhau. Hợp lốp bố tròn chạy trên đường bê tông khô sẽ có quá trình điều khiển ABS xảy ra sớm hơn, tương tự là phạm vi điều khiển của hệ thống ABS đối với loại lốp bố tròn chạy đường tuyết và đường đóng băng, tức là đường cong 3, đường cong 4. Đây là hình 5.9, phạm vi điều khiển ABS theo góc trượt bánh xe. À. Có mạng bình thường rồi à. Wi-Fi đi.
Khi phanh trên đường vòng thì xe chịu tác động của đồ thị lực ngang trên, nên là các bánh xe có độ góc trượt A. Đồ thị hình 5.9 thể hiện mối quan hệ giữa hệ số bám dọc phi x và hệ số bám ngang phi y với độ trượt lambda ứng với góc trượt A bằng 2 độ và A bằng 10 độ. Bạn thấy rằng khi góc trượt lớn hơn, ví dụ A bằng 10 độ thì tính ổn định của xe giảm đi rất nhiều. Trong hợp này, hệ thống phanh ABS sẽ ưu tiên điều khiển tính ổn định của xe hơn là quãng đường phanh. Vậy thì ABS sẽ can thiệp sớm khi hệ số bám dọc phi x và giá trị rất nhỏ phi x bằng 35, 0,35, trong khi hệ số bám ngang khi đạt được giá trị cực đại là 0,8. Trong quá trình điều khiển này cũng được kéo dài hơn bình thường, nhờ vậy mà xe giữ được tính ổn định khi phanh trên đường vòng, mặc dù quãng đường phanh có thể dài hơn cho việc quãng đường chạy thẳng. Khi phanh trên đường hình phần 3 chu trình điều khiển của ABS hình 5.10, chu trình điều khiển của kín ABS gồm có các bộ phận. Đầu tiên là bộ phận chấp hành thủy lực, hai là xi lanh phanh chính, ba là xe làm việc, thứ tư là bộ khiển ECU và thứ năm là cảm biến tốc độ bánh xe. Ready. Mới vậy được. Trình điều khiển hệ thống ABS được thực hiện theo một chu trình như hình 5.10. Các cụm chu trình bao gồm: đầu tiên là tín hiệu vào là lực tác dụng lên bàn đạp phanh của người lái, thể hiện qua áp suất dầu tạo ra trong xi lanh phanh chính. Tín hiệu điều khiển bao gồm các cảm biến tốc độ bánh xe, hộp điều nhận được từ nó, gia tốc, độ trượt liên tục. Hành thay đổi đang làm việc phanh bánh xe là lực phanh giữa bánh xe mặt đường các hoạt động ra moment đang bám cực đại phanh là lớn phanh tải xe áp suất độ mỏi phanh ABS tán hình chậm vì sự giảm tốc của xe thay đổi chậm và nhỏ thì hoạt động hệ thống phanh là bình thường gọi là normal braking. Hệ thống trơn
gấp chậm hay tăng gấp nhanh, slow boost and fast boost, vì chế độ trượt kia làm bằng trong khoảng tao chết rồi, ai bảo thế, nhưng tao không qua 1.000 nào, hiểu không? Tí mày ngủ mai đi ăn sáng, hay ăn sáng không? Sẽ được. Đây là sơ đồ trạng thái không gian biểu diễn hoạt động của ABS. Đây là lọc hơi bị sâu rồi nha. Đây là sơ đồ trạng thái không gian biểu diễn hoạt động của ABS. Đây là sơ đồ trạng thái không gian biểu diễn hoạt động của ABS. Đây là sơ đồ trạng thái không gian biểu diễn hoạt động của ABS. Biểu đồ thuật toán á. Biểu đồ thuật toán chỉ hoạt động trong hệ thống ABS theo một vòng lặp kín như sơ đồ hình 512. Sau khi kiểm tra và kích hoạt các dữ liệu của hệ thống là reset initialize, hệ thống vi sinh bắt đầu được khởi hoạt động của hệ thống theo một vòng lặp gọi là main loop. Tiến hành tính toán tốc độ bánh xe, tốc độ xe, kiểm tra tình trạng khả năng đáp ứng của bộ kèn và hệ thống, chọn chế độ làm việc có hay không có sự can thiệp của ABS. Khi ABS hoạt động, tiến hành phân tích các diễn biến của trình quanh thông qua các tín hiệu vào và xác định ứng xử và tiến hành điều khiển các bộ chấp hành tín hiệu theo một chu kỳ vòng lặp.
Lưu đồ thuật toán hoạt động của ABS. Tiên bắt đầu kiểm tra ban đầu các và vòng lập chính, cốp bánh xe, kiểm tra điều và bộ điều khiển và hệ thống. Đây sẽ có hai ngưỡng, trên ngưỡng cho phép hoạt động. Khi mà không cho phép hoạt động thì không tác dụng ABS và bề lọc vòng lập. Khi mà ABS được phép hoạt động, ta có bộ ECU sẽ phân tích và xử lý. Chưa điều khiển ABS, hai hướng là không hoạt động và có hoạt động. Nếu như không hoạt động thì lại quay về vòng lập. Nếu và hướng thứ hai có hoạt động, bắt đầu tác động và hoạt động vào các van, xi lanh và motor. Sau thì lại quay về vòng lập và phân tích điều khiển. Luôn từ đây đi. Cái kiểu gì? Cắm nhẹ thôi. Mày giữ yên rồi cắm nhẹ vào là được. Rồi đừng kéo nha, mày để yên đấy là được. Mày mà sập máy tao nữa thì. Rồi. Điều khiển ABS. Điều khiển thích hợp là nhân tố chính trong việc quyết định hiệu quả của quá trình bánh xe. Tất cả các xe hiện nay đều sử dụng cảm biến tốc độ bánh xe để tạo ra tín hiệu điều khiển cơ bản nhất cho việc điều khiển quá trình hoạt động hệ thống ABS. Tín hiệu này hầu được ECU tính ra được tốc độ của bánh xe và tốc độ của xe độ trượt khi phanh. Thay đổi gia tốc của bánh xe là một tín hiệu chính đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình điều khiển ABS. ECU tính toán ra xác định các giá trị giới hạn của giảm tốc trừ A và cộng A cho phép người có thể xe điều khiển các chế độ hoạt động của các van điện thôi trong bộ chấp hành. Bạn nhé, bạn mà mày vừa like thử 15 phút rồi. Sao mày không like cái nick khác? Tầm cái con quẻ của Athena là nick tao mà. Đang like sao không thấy đang like luôn đấy? Đưa ra mà. Cái cứt. Mất mạng đúng không? Con run mạng không? Đây cũng dùng được này.
Vậy xem được không? Dừng lại à? Phải, cái này không phải. Em phát trực tiếp 35 phút trước. Bây giờ mày chạy vào chỗ cái phát trực tiếp ấy xem còn không. Hiệu điều khiển ABS. Chọn hiệu điều khiển. Tập. Chính cho việc quyết định hiệu quả của ABS, tất cả các xe hiện nay đều dùng xe tạo ra tín hiệu cơ bản nhất cho việc động của ABS. Hiệu này thì không điều khiển. Tính được tốc độ của bánh xe và sự giảm tốc tăng tốc khi nó chuẩn của bánh xe theo độ trượt khi phanh. Thay đổi gia tốc của bánh xe là một tín hiệu chính quan trọng nhất trong quá trình ABS. ECU sẽ định giá thời hạn giảm tốc A và cộng A cho phép có thể xe điều khiển hoạt động phát điện sôi chuẩn của bánh xe khi phanh gọi là được là tốc độ bánh xe dưới điều kiện ECU trượt tối ưu để xác các xe cảm biến tức bánh xe liên tục gửi ECU tín hiệu cả bốn bánh xe. Tôi sẽ chọn giá trị chéo tức là bánh trước phải ra sau trái hạn và đưa vào dây tính tốc độ một hai bánh xe quay nhanh hơn sẽ được tính chuẩn của bánh xe từng giai đoạn trong quá trình phanh. Lại tiếp. Đang lai đúng không? Rồi thứ hai làm cái gì nữa, nghỉ đi cái gì nữa. Highlight và OBS xem nào. Xem được đâu. Studio mà. Tung. Mày vừa test của tao còn gì quá đi xem mà tôi hiểu rằng làm gì đây rồi. Mày có được bình thường không? Like nữa thì cắm vào đấy đi. Đó, đăng cái video. Phanh là giá trị không thể có được một cách tiếp nên hiệu tương tự tính ECU trong gọi là ngưỡng trượt lambda i đây là một giá trị vận tốc chuẩn của bánh xe được sử dụng làm cơ sở cho tín này. Trượt lambda i là một tín hiệu hai trong quá trình điều ABS. Tốc thực tế của phanh khi phanh PR là được thành với ngưỡng trượt lambda i ABS quyết định điều khiển tăng giữ hay giảm áp suất trong bộ chấp hành. Vậy bánh xe bị động hay là các bánh xe chủ động khi mà phanh có cắt ly hợp thì chỉ cần tín hiệu do gia tốc xe là đủ quá trình hoạt động ABS. Điều này theo quy tắc ứng xử trái ngược nhau của hệ thống phanh trong vùng ổn định không và nếu lái xe đạp phanh với lực càng tăng thì xe giảm tốc và càng nhiều bánh xe mà không bị hãm cứng nên ở vùng không ổn định thì tăng áp suất phanh thêm một ít cũng đủ làm cho bánh xe bị hãm cứng rồi
là sự giảm tốc biến thiên rất nhanh. Dựa trên kiểu biến thiên gia tốc này, ECU có thể xác định được mức độ cứng của bánh xe và có điều khiển thích hợp duy trì độ trượt khi phanh nằm trong khoảng tối ưu. À rồi đấy. Gắn cảm biến gia giảm tốc đo trực tiếp giảm tốc của xe và cảm biến gia tốc ngang xác định tình trạng quay vòng của xe, các tín hiệu mạch logic trong ECU và xử lý tổ hợp dữ liệu này để đạt quá trình điều khiển phanh tối ưu.
5 quá trình điều khiển của ABS. Thì 5.3 biểu diễn quá trình ABS đường VF biểu diễn đúng xe dầu khi phanh được VREF là tốc độ bánh xe VR thế của bánh xe phanh. Đường lambda y là xác định từ độ chuẩn VF. Tiêu của ABS là điều khiển sao cho quá trình phanh đạt sự thế của bánh xe VR sát với tốc độ chuẩn VF càng tốt. Nếu rằng VF là tốc độ xe khi phanh có điều khiển tối ưu, tức là nó phải nằm trên lambda y. Đoạn đầu của quá trình phanh, áp suất dầu các xi lanh bánh xe tăng lên, sự giảm tốc của bánh xe lên, trở lại tương ổn định a à, tính trượt ngoài tốc độ bánh xe VR tốc độ chuẩn của VZF. Với giai đoạn 1, tốc bánh xe bắt đầu thấp hơn a à, tức cơ van điện trong bộ hành ABS chuyển sang chế độ giữ áp suất dầu trong xi lanh phanh bánh xe chưa giảm ngay vì sự điều khiển, nên sự giảm tốc tiếp tục vượt qua ngưỡng trượt trừ a. Chưa 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 hay sửa xem cái cục mạng này có được không thôi. Sao á? Dùng mạng luôn chưa? Chưa, khoảng 20 phút nữa. Làm gì? Lúc cắm vào tay đây á hay là lúc nãy cắm trực tiếp này cuối giai đoạn 3 ở giữa cuối giai đoạn 2 thì tốc độ giảm bãi tốc độ bánh xe bây giờ giảm xuống dưới ngưỡng 551 van điện trong bộ chấp hành chuyển sang chế độ giảm áp, kết quả là áp suất phanh giảm đến quá trình bánh xe trong tăng tốc trở lại lên gần ngưỡng trừ a. Cuối giai đoạn 3 thì gia tốc bánh xe trượt vượt lên ngưỡng trừ a là một phần nữa van điện trong bộ chấp hành lại chuyển sang chế độ giữ áp với thời gian dài hơn. Do thời điểm này gia tốc của bánh xe tăng lên và vượt qua ngưỡng trừ a, áp suất phanh giữ không đổi. Cuối giai đoạn 4 thì gia tốc xe vượt qua ngưỡng cộng a, lập tức hộp điều khiển ECU van điện chuyển sang chế độ tăng áp trong giai đoạn 5. Trong giai đoạn 6 thì áp suất phanh được giữ không đổi một lần nữa vì gia tốc bánh xe vẫn còn trên ngưỡng cộng a. Cuối giai đoạn này thì gia tốc của bánh xe xuống dưới ngưỡng cộng a và điều này cho thấy các bánh xe đi vào vùng ổn định đường cong và tính trượt, tức là nằm lên ngưỡng trượt lambda 1. Trình điều khiển của ABS. VF là tốc độ xe, VZF là tốc độ bánh xe, VR tốc độ thực tế của bánh xe, lambda 1 là ngưỡng trượt. Áp suất phanh tiếp tục được tăng lên từng nấc một trong giai đoạn 7 để ngưỡng trượt trừ a cuối giai đoạn 7. Lúc này thì áp suất phanh giảm ngay tức thì mà không có tín hiệu lambda 1 điều khiển. Các chu kỳ mới tiếp tục điều khiển theo nguyên lý như trên cho đến khi kết thúc quá trình phanh. 5.3 là quá trình điều khiển của ABS.
Hay nhỉ. Sáu chức năng làm trễ sự gia tăng moment của bánh xe. Khi phanh xe trên đường, số báo khác nhau hay đường không bằng phẳng hay như hạn chế, chẳng hạn như là các bánh xe bên trái chạy trên đường khô và các bánh xe bên phải chạy đường đóng băng. Kết quả lực phanh khác nhau của các bánh xe trên các cầu làm sinh ra một moment xoay xe với các trục đứng đi qua trọng tâm bánh xe, làm lệch hướng chuyển động của xe. Hình 5.14, moment xoay xe ở trục đứng do có sự lệch lực phanh hai bánh xe trước. MIAVK là moment xoay xe ở trục đứng đi qua trung tâm xe, P1, P2 lực phanh bánh xe ở bánh trước trái và trước phải. Ngủ giường này tao dưới đất ngủ cũng ngon, tao rất ngủ kiểu mệt không dậy nổi. Đối với các xe tải và xe khách có chiều dài lớn, chiều dài cơ sở lớn còn chịu ảnh hưởng đối với tương đối cao của moment quán tính quanh trục đứng. Ở những xe này thì sự tạo thành moment xoay xe quanh trục đứng xảy ra tương đối chậm và người lái xe có đủ thời gian để điều chỉnh tay lái trong quá trình làm việc của ABS. Trên những lái xe nhỏ có chiều dài cơ sở ngắn, moment quán tính quanh trục đứng thấp nên là việc tạo thành moment xoay xe dễ xảy ra và nhanh hơn. Vì vậy phần lớn các hệ thống ABS có trang bị một hệ thống dễ tự tạo nên moment xoay xe gọi là yaw moment build-up delay, giúp cho người lái xe đủ thời gian điều chỉnh tay lái thích hợp. Khắc phục hiện tượng này thì người lái xe được ổn định trên những mặt đường hay số báo khác nhau. Hệ thống làm trễ moment xoay xe và làm chậm sự gia tăng áp suất phanh của bánh xe chạy trên phần đường quay số báo cao hơn. Để có chức năng này, ECU được thiết kế đặc biệt hoặc có thể kết hợp thêm một vài cảm biến, chẳng hạn như là cảm biến gia tốc ngang, cảm biến giảm tốc. Nhẹ quá, đúng vậy. Cái dậy đi ông cháu ơi. Các cách làm trễ moment bánh xe như sau. ABS có thể điều khiển áp suất dầu phanh lớn nhất của các bánh xe chạy trên phần đường có hệ số báo cao tăng chậm lại trong một khoảng thời gian ngắn, nên sự chênh lệch lực phanh ở các bánh xe này có thể chạy trên đường làm cho moment xoay xe ra chậm đi.
trường phanh trong trường hợp này tăng một ít so với hệ thống ABS không có chức năng làm trễ mô men xoay xe. Các điều khiển này thường được ứng dụng đối với có xe hệ thống điều khiển độc lập và tất cả các bánh xe. Đau tai lắm. Đau tai lắm. Này được. Đúng bên đeo ngược lên. Ba chín chó này ai đây? Đội nào đấy à? Bảo sao lại cần nói là họp họp cái đấy thì có mẹ là đi uống bia đi. Không vào được liên minh ai vào được ở à, vẫn không vào được hay à được thật đấy mới sao vào được. Mày vào được FIFA à? Tí test cái cục cái đi. ABS cũng có thể điều khiển làm chậm mô men xoay xe bằng cách xác định tốc độ xe và chia nó ra 4 cấp độ để làm các bước làm chậm mô men xoay xe ở khác nhau. Trong phạm vi tốc độ cao thì thời gian tích lũy áp suất phanh sẽ ngắn hơn bánh xe hệ số bám cao. Trong khoảng thời gian này sẽ tăng bánh xe có hệ số bám thấp. Điều này là mô men xoay xe đặc biệt là tại tốc độ cao. Như nó đang rồi đang cố gắng kết nối sao ấy sao không không được đây em còn wifi không rồi mày thử vào xem được không sau 2 phút. Tốc độ cấu tạo hoạt động các phần tử hệ thống được không? Bên này tao không được nữa. Mất mạng rồi. À nó tự tắt. Được rồi. Hệ thống ABS được thiết kế dựa trên cấu tạo của hệ thống phanh thường. Ngoài ra bộ phận chính của một hệ thống phanh xe như cụm xi lanh chính, bầu trợ lực áp thấp, cơ cấu phanh bánh xe và các van điều hòa lực phanh. Để thực hiện các chức năng chống hạm cứng bánh xe khi phanh thì hệ thống ABS cần trang bị thêm một số bộ phận như cảm biến tốc độ bánh xe, hộp ECU, bộ cho hành thủy lực và chẩn đoán báo lỗi. Từ 5.16 là hệ giới hiệu sơ đồ cấu tạo của hệ thống ABS trên xe. Đây là hình 5.16 sơ đồ cấu tạo một số hệ thống ABS trên xe. Có bộ cho hành ABS, xe điều khiển, cho cảm biến tốc độ bánh đặt ở mỗi bánh xe, tắc kiểm tra, hiện thức và hết. Bốn trăm thế à? Nghe nào một hệ thống ABS lúc nào cũng gồm 3 bộ phận chính. Đầu tiên là tín hiệu bao gồm các
cảm biến tốc độ bánh xe, các báo phanh có nhiệm vụ gửi tín hiệu tốc độ bánh xe, tín hiệu phanh về hộp ECU. Hộp điều khiển ECU có chức năng nhận và xử lý tín hiệu vào, đưa ra tín hiệu điều khiển vào bộ chấp hành thủy lực, điều khiển trong quá trình phanh chống hãm cứng. Chấp hành của bộ điều khiển thủy lực để báo ABS, bộ phận kiểm tra chẩn đoán bộ chấp hành thủy lực nhận tín hiệu điều khiển từ ECU và thực hiện quá trình phân phối áp suất dầu đến các cơ cấu phanh bánh xe. Các xe đời mới hiện nay thì ECU thường được lắp tập trung thành một cụm điều khiển thủy lực. Điều này giúp giảm xác suất hư hỏng về dây điện, sẽ kiểm tra và sửa chữa. Hình 5.17 sơ đồ khối các cụm chức năng ABS thể hiện sơ đồ khối các cụm chức năng của hệ thống ABS. Đầu tiên, tín hiệu vào gồm cảm biến tốc độ bánh xe, công tắc báo phanh, cảm biến giảm tốc, cảm biến gia tốc ngang. Hai cảm biến giảm tốc và cảm biến gia tốc ngang thì chỉ có một số loại xe có. ABS ECU sẽ thu thập các tín hiệu vào và gửi đến bộ phận chấp hành gồm bộ phận chấp hành thủy lực, đèn báo ABS, chế độ dự phòng và chế độ tự chẩn đoán. Nguyên lý hoạt động cơ bản của hệ thống ABS như hình sau, hình 5.10. Đây là hình 5.18 sơ đồ điều khiển hệ thống ABS. Cảm biến tốc độ bánh xe nhận biết tốc độ góc của bánh xe và gửi tín hiệu về ABS ECU dưới dạng rung điện áp xoay chiều. ABS ECU sẽ theo dõi tình trạng bánh xe bằng cách tính tốc độ xe và sự thay đổi tốc độ bánh xe, xác định mức độ trượt dựa trên tốc độ bánh xe. Khi phanh gấp hay trên đường ướt thì trơn trượt hệ số bám thấp. Điều khiển hệ chấp hành thủy lực cung cấp áp suất dầu tối ưu cho mỗi xe đánh bánh xe bằng các theo chế độ tăng áp, giữ áp hay giảm áp để duy trì độ trượt nằm trong giới hạn tốt nhất khi bị hãm cứng bánh xe khi phanh, tạo nguyên hoạt động của cụ tiết cả hệ thống ABS như trình bày hình dưới đây. Đầu tiên thì nói về các cảm biến của xe thì thứ nhất là có cảm biến tốc độ bánh xe. Cảm biến tốc độ bánh xe thì thu thập tốc độ bánh xe và gửi về ECU ABS.
giảm tốc. Trên một số xe còn có cả máy giảm tốc để cho ECU xác định được quá trình giảm tốc trong quá trình phanh. Kết quả là cải thiện ABS một cách tốt hơn. Tiếp theo là hộp điện khiển điện tử ECU. Hộp điện khiển điện tử ECU sẽ nhận biết thông tin, xử lý. Đây là một phần rất quan trọng. Toán lưu trữ các phần của ABS. Theo bộ chấp hành thủy lực chính là cơ cấu thì phanh, xi lanh phanh, xi lanh chính, vân vân. Sơ qua về các phần này thì các bộ phận này thì mình sẽ nói trên các video sau. Theo các vào một số hệ thống khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.